Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phát Âm Hay. Mình là Diễm. Cách đây cũng không lâu lắm thì mình nói chuyện với một chị học viên, thì chị này ở Pháp. Chị cũng mới qua Pháp được khoảng tầm nửa năm đổ lại gần đây thôi để mà chị làm việc và công tác. Khi nói chuyện với chị thì mình mới hỏi là ủa, động lực nào mà giúp cho chị phải đi học phát âm như thế này? Thì chị mới nói là ở Việt Nam thì khi mình làm việc với các đối tác, mình thấy là tiếng Anh mình cũng ổn. Nói chung tóm lại là mình nghe cũng không bị vấn đề gì hết. Nhưng mà khi qua đến tận Pháp bên đây và mình bắt đầu mình thuyết trình tiếng Anh cho các đối tác nghe hoặc là những bạn đồng nghiệp nghe, thì mình cảm giác là các bạn ấy chỉ hiểu được khoảng 20-30% những gì mình nói thôi. Cho nên cái việc mà mình nói tiếng Anh, mình cảm thấy nó thực sự là rất là khó khăn và cảm thấy nó rất là quằn quại khi mà mình phải nói tiếng Anh như vậy. Cho nên đấy là một động lực rất là lớn để chị ấy học phát âm cũng như là cố gắng mình nói tiếng Anh một cách trôi chảy và rõ ràng hơn. Thông qua quá trình giảng dạy của mình cũng như là những cái bài học rất là đau đớn của các học viên tại Phát Âm Hay, thì hôm nay Diễm sẽ làm một cái đoạn video trong đó hướng dẫn các bạn 6 cách mà chúng ta có thể cải thiện được cái khả năng nói của mình, làm sao nói cho lưu loát nhất. Bước đầu tiên mà mình muốn các bạn làm đó chính là các bạn hãy cười và hãy hít thở sâu. Một khi mà mình đã tự tin rồi thì mình có thể vượt qua những cái chướng ngại về mặt tâm lý, như là mình cảm thấy rất là sợ hãi hoặc là mình cảm thấy nó rất là không được thoải mái lắm khi mình nói tiếng Anh, thì hãy cố gắng cười, hít thở sâu và bình tĩnh. Bởi vì một khi mà cái tâm lý mình nó ổn rồi thì mình mới bắt đầu mình có thể làm những cái chuyện khác được. Điều thứ hai mình muốn nhắn gửi đến các bạn đó chính là khi mà ở Việt Nam, mặc dù mình không có môi trường tiếng Anh, nhưng bởi vì mình rất là quyết tâm để mình có thể nói, mình có thể nghe tiếng Anh được tốt, thì các bạn hãy cố gắng là tạo cho mình cái môi trường xung quanh bằng tiếng Anh. Chẳng hạn như trên điện thoại các bạn hãy chuyển hết những cái ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Hoặc là mình sẽ không có nghe nhạc tiếng Việt nữa, mình chỉ nghe nhạc tiếng Anh thôi. Mình sẽ không coi phim tiếng Việt nữa mà mình chỉ coi phim tiếng Anh thôi. Hoặc là khi mình lái xe đi, mình lái xe ô tô, mình sẽ không có nghe nhạc sập sình của tiếng Việt mà hãy chuyển thành là nhạc tiếng Anh. Như vậy, bạn đã tạo một cái môi trường tiếng Anh xung quanh mình để mình chìm đắm trong cái môi trường tiếng Anh đó. Sau khi mình làm luận văn tốt nghiệp đại học xong thì mình nghĩ mình không có làm việc gì hết trong vòng 6 tháng. Và trong 6 tháng đó là mình chỉ tập trung học tiếng Anh mà thôi. Và thực sự là mình tạo cái môi trường xung quanh của mình bằng tiếng Anh, là mình không nói tiếng Việt luôn. Tức là mình giống như mình khóa cửa lại đó, mình không có giao tiếp với bên ngoài. Và mình có một cái nhóm bạn, trong nhóm bạn này gồm có 4 bạn thì cũng chuyên tâm như mình. Có nghĩa là khi gặp nhau chỉ nói tiếng Anh, chỉ trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Rồi mình nghe tiếng Anh, mình nói tiếng Anh, mình trao đổi tiếng Anh trong vòng 6 tháng. Hoàn toàn không có tiếng Việt nha. Đôi khi là mình đi ra ngoài, mình ăn với lại gia đình thì mình sẽ nói tiếng Việt nhưng mà nó cũng không nhiều lắm. Và nó chỉ chiếm khoảng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng một ngày mình nói tiếng Việt thôi. Còn lại thì phần còn lại, kể cả lúc ngủ nữa, mình cũng chỉ nghe tiếng Anh. Và thực sự là trong vòng 6 tháng thì mình chìm đắm trong cái môi trường tiếng Anh đó, thì cái khả năng nghe của mình á, khả năng tiếng Anh của mình nó nhạy bén hơn rất là nhiều. Và nó tốt, thực sự là nó tốt hơn rất là nhiều. Cho nên mình cũng hy vọng là các bạn có thể qua đó cố gắng mình tạo một cái môi trường tiếng Anh xung quanh mình để mình học tiếng Anh cho nó dễ dàng hơn. Điều thứ ba mình muốn nhấn nhủ ở đây chính là các bạn cố gắng mình học từ vựng vào. Gì thì muốn nói trôi chảy hay muốn diễn đạt gì đó thì cũng cần phải có từ vựng. Tuy nhiên khi các bạn học từ vựng nha, các bạn nhớ nè, có hai bước phải nhớ. Là mình phải đi tra từ điển của nó về cách đọc. Khi mình học từ vựng mới, bất cứ một khi mình gặp một cái gì đó mới, đừng có tự chế ra cái cách phát âm, tại vì chẳng biết đúng hay sai đâu. Các bạn hãy lên từ điển, tra IPA, đọc cách phát âm đúng của nó, rồi mình hãy học từ vựng đó. Thì nó sẽ làm cho việc là mình học không những ngữ nghĩa mà phát âm nó cũng đúng nữa. Và điều thứ hai khi học từ vựng là hãy nhớ học trong ngữ cảnh. Đừng có học từ đơn, đừng có học cái list danh sách 3.000 từ, 100 từ, 200 từ, chẳng nhớ gì hết. Tại vì nó chả nằm trong ngữ cảnh gì cả. Mình khó nhớ lắm, mà các bạn hãy nên học trong ngữ cảnh. Có nghĩa là mình nghe trong cái đoạn văn đó, hoặc là mình đọc trong một cái đoạn văn đó và nó có cái từ vựng mới, mình trích dẫn cái từ vựng mới ra trong câu, thì nó sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều. Điều thứ tư mình muốn nói ở đây chính là các bạn hãy nghe tiếng Anh nhiều hơn. Thực ra là nghe nói đọc viết, mà kỹ năng nghe và kỹ năng nói là hai kỹ năng nó đi chung với nhau. Muốn nói tốt, muốn nói hay thì phải nghe tốt, phải nghe ra từ. Cái việc mà mình nghe nó làm cho mình nhận biết cái âm thanh. Tức là khi não mình nhận biết âm thanh được thì mình sẽ có cái khuynh hướng là mình sẽ nói theo cái ngữ điệu của người nước ngoài. Hoặc đôi khi mình sẽ nối âm theo kiểu người nước ngoài, hoặc là phát âm một số cái từ theo người nước ngoài. Muốn nói tốt thì thực sự là các bạn phải dành thời gian để nghe thật là nhiều, nghe thật là tốt.
và mình nghe từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là YouTube, TikTok, hoặc là podcast, Spotify hoặc là iTunes, nhiều nguồn lắm. Cố gắng một ngày mình nghe rất là nhiều. Và có hai thời điểm mình có thể nghe tốt trong ngày nè, chính là trước khi đi ngủ, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Đó là hai cái khoảng thời gian rất là tốt để mình luyện nghe. Bởi vì trước khi đi ngủ thì đầu óc của bạn nó rất là thư thái, thư giãn. Và mình nghe nó giống như là mình nghe nhạc vậy đó. Mình nghe nó trôi vào trong não và từ từ nó dần vào tiềm, nó đi vào trong tiềm thức. Và một cái giai đoạn khác có thể nghe tốt chính là sau khi bạn thức dậy. Bởi vì lúc đó mình đầu mình rất là fresh, đầu mình nó không có bị lăng tăng suy nghĩ, nghĩ ngợi gì nhiều hết. Và mình bắt đầu nghe thì nó sẽ thu nhập những cái thông tin vào não nó dễ dàng hơn. Như vậy các bạn nhớ luyện nghe nhá, luyện nghe nhiều và muốn nói tốt thì phải luyện nghe tốt, nó luôn luôn đi song hành với nhau. Điều thứ năm, điều này chắc chắn là các bạn phải luyện, chắc chắn là phải dành thời gian không ít thì nhiều cho nó, chính là các bạn cần phải luyện phát âm. Muốn nói trôi chảy thì phát âm phải tốt. Tức là các bạn tưởng tượng đi ra nước ngoài á, khi mà mình nói trôi chảy nhưng phát âm của mình nó cứ bập bập bẹ bẹ thì nó giống hệt như là người nước ngoài khi người ta nói tiếng Việt với mình mà người ta nói trôi chảy nhưng mà phát âm nó không ra chữ ấy, hoặc là dấu nó không đúng lắm hay cái accent nó không có đúng lắm, thì nghe nó mình cũng sẽ cố gắng nghe thôi nhưng mà mình cảm thấy không được thoải mái lắm. Do đó là các bạn nên học phát âm và học kỹ vào, học phát âm nguyên âm, phụ âm, học luôn cả lướt âm, nối âm, bỏ âm, để khi mình nói chuyện với người nước ngoài nó làm cho cái khả năng giao tiếp của mình nó tốt hơn, mình nói được dễ dàng hơn và mình nghe người ta nói nó cũng dễ dàng hơn nhiều. Do đó bắt buộc là bạn phải dành thời gian để học phát âm một khi mà bạn muốn nói chuyện trôi chảy. Và điều thứ sáu mình muốn nhắn nhủ ở đây chính là khi các bạn có thời gian thì các bạn hãy nên sử dụng phương pháp shadowing hoặc là voiceover, hay nói một cách khác có nghĩa là nhại lại người nước ngoài. Mình lấy một cái đoạn bất kỳ ngắn thôi, có thể là 1 câu, 2 câu hoặc có thể là 30 giây. Mình cố gắng mình nhại lại, mình nghe rất là nhiều hơn, rồi nhại lại theo kiểu người nước ngoài. Nếu như cái đoạn văn mà nó nhanh quá, lấy cái đoạn chậm thôi. Nếu như mình lấy cái đoạn chậm nó chán quá, thì thôi mình lấy cái đoạn bài hát cũng được, mình hát theo họ cũng được. Cũng là một cách mình học vậy, mình cũng lên giọng, xuống giọng, mình cũng luyến lấy, mình cũng nối âm, mình cũng phát âm. Thì nó làm cho cái việc học của mình nó thú vị hơn. Và quan trọng hơn hết là mình bắt chước được cái giọng của người nước ngoài. Như vậy, 6 điều mà Diễm muốn chia sẻ ở đây. Điều đầu tiên chính là hãy tự tin lên các bạn. Hãy cười lên và hít thở sâu khi mà mình bắt đầu nói chuyện với người nước ngoài. Điều thứ hai chính là chúng ta hãy tạo một cái môi trường tiếng Anh xung quanh mình. Mình chìm đắm, mình bơi lội, mình tung tăng ở trong cái môi trường tiếng Anh do mình tự tạo ra. Điều thứ ba là các bạn hãy nhớ học từ vựng và nhớ học từ vựng trong ngữ cảnh cũng như là học cách phát âm của cái từ vựng mới đó. Điều thứ tư là chúng ta hãy luyện nghe từ nhiều nguồn khác nhau để mình tăng khả năng nghe của mình. Điều thứ năm chính là nhớ học phát âm nha. Vậy thì chị sẽ không bỏ cái bước này được đâu. Ráng, cố gắng sắp xếp thời gian để mình học phát âm cho nó chỉnh chu ra, âm mình nó tròn vành rõ chữ thì mình nói chuyện tự tin hơn và người nước ngoài họ nghe mình cũng dễ dàng hơn. Và điều thứ sáu là các bạn hãy dành thời gian để nhại lại giọng của người nước ngoài. Nó có thể là một câu, hai câu nhưng mà phải rất là hoàn hảo. Và sau đó mình tăng lên là 30 giây đến 1 phút. Và dần dần khi các bạn đã bắt chước được cái nền giọng của người nước ngoài rồi thì mình học nó cũng dễ lắm và lúc đó thì phát âm của bạn sẽ rất là trôi chảy. Mình rất là hy vọng 6 điều mình vừa chia sẻ sau đây có thể hỗ trợ bạn trong quá trình mình chinh phục tiếng Anh, đặc biệt là chinh phục khả năng nói tiếng Anh. Nếu như các bạn muốn mình chia sẻ thêm về những kinh nghiệm học khác thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới để mình có thể sắp xếp thời gian và mình quay phim thêm để mình chia sẻ thêm với các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.